Tập 2 review Đà Lạt đi đâu ăn gì trong 4 ngày, hãy cùng mình khám phá. Thì sáng thức dậy mình quán ăn buffet tại khách sạn mình thôi, vì có quá trời đồ ăn trong này luôn, nếu mình không ăn thì cũng hơi phí. Cũng như clip trước mình nói thì sẽ có món hộp có vị và món hơi nhạt một tí, nhưng không sao, ở đây có rất nhiều món. Mình chỉ quay sơ một vài món cho mọi người xem thôi, chứ thật ra nó có rất nhiều món luôn, nếu món nào mình thấy thích sẽ ăn nhiều hơn nha. Mình thì rất thích ăn rau củ trên đây, rất là tươi và ngon. Tiếp theo mình sẽ ghé lại quán cà phê này, địa chỉ mình sẽ để bên trên màn hình nha. Về không gian thì rộng lớn và thoáng mát với rất nhiều cảnh đẹp, được trồng khá là nhiều hoa bên cạnh đồi cà phê đẹp tuyệt vời. Chỗ này mình thấy nhiều du khách đến chụp hình check-in sống ảo. Phải nói là ở đây rất là rộng lớn và rất là đẹp luôn, nếu mà chị đi tham quan hết cũng mất mấy tiếng đó mấy bạn. Và theo mình tìm hiểu là hiện tại cà phê Melon có diện tích khoảng 14 hecta và là một trong những quán cà phê có diện tích rộng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Nếu mình nhớ không lầm là giá tham quan ở đây dưới 100.000 cho một người. Đằng xa cánh cổng đó thì mình thấy mọi người chụp hình check-in rất là nhiều luôn đó. Phía bên trên còn có biểu diễn văn nghệ, mấy anh mấy chị hát rất là hay, để mình quay cho mọi người xem. Xong thì mình sẽ làm thêm một ly cà phê và cảm nhận không khí trong lành, xe lạnh của Đà Lạt, còn mình sẽ đi tiếp nha. Mình sẽ ghé lại chỗ này để tham quan vườn cà chua và vườn dâu. Địa chỉ mình sẽ để bên trên màn hình cho các bạn có thể tham khảo thử nha. Giá tham quan là 60.000 cho người lớn và 30.000 cho trẻ em. Đây là khu vực tham quan và chụp hình. Nếu mà muốn hái dâu thì phải đi vào trong thêm một xíu. Ở đây là vườn dâu Nhật và có giá là 500.000 trên một ký. Đặc biệt ở đây là mình có thể tự tay hái những trái dâu mình yêu thích. Lúc mình đi thì trái dâu cũng khá là to, bự bằng ba ngón tay của mình luôn. Thì cũng tùy mùa, đôi khi có trái lớn trái nhỏ, hoặc nhiều lúc thì cũng có rất ít dâu luôn đó mọi người. Người ta sẽ phát hộp và giấy để các bạn có thể sắp xếp ngăn nắp và để đựng cho nó bớt dập như thế này. Về dâu đây mình thấy thơm, ngọt, có một tí chua nhẹ. Không biết có ai nhìn thấy thèm và xin hộp dâu này không ta? Xong rồi mình sẽ ghé lại tham quan vườn cà chua và sau đó mình sẽ đi ăn tiếp nha. Mình ghé lại chỗ này để ăn bánh căn và có luôn mì Quảng. Về mì Quảng thì mình thấy nấu khá là lạ so với mình ăn ở Quảng Nam. Một tô ở đây có giá là 50.000, về đồ ăn mình thấy cũng rất là nhiều. Về nêm nếm thì mình thấy vừa miệng, thịt được nấu mềm rất là ngon. Tiếp theo sẽ là bánh căn, một phần ở đây cũng có giá là 50.000 luôn. Người ta sẽ chế biến trước mặt mình luôn, trông rất là hấp dẫn. Bánh sẽ có nhân trứng gà, trứng cút, bò bằm, tôm, mực, chia chi. Mình thấy cách chế biến cũng khá là kỳ công rồi đó mọi người. Ở đây sẽ ăn cùng với nước mắm chua ngọt hoặc mắm nêm, và kèm theo sẽ là vài viên xíu mại nho nhỏ. Mình xin góp ý nhỏ cho quán là khi bánh nóng đừng nên để vào gỗ nhựa như thế này. Về nước chấm và bánh thì mình thấy ngon nhất từ trước tới giờ mình từng ăn nhiều quán ở Đà Lạt. Đặc biệt là mắm nêm ở đây đậm đà rất là ngon. Tối đến thì mình sẽ ghé lại chỗ này để ăn lẩu gà lá é. Một nồi lẩu ở đây có giá là 300.000, về đồ ăn mình thấy cũng rất là nhiều. Ở đây sẽ ăn kèm với rau và mì hoặc bún. Trong nồi lẩu thì sẽ có nấm và măng, ăn ngon lắm. Nước dùng ở đây mình thấy được nêm nếm vừa miệng, đặc biệt là sẽ có vị ngọt nhiều theo kiểu miền Tây. Clip này của mình cũng hơi dài rồi nên mình sẽ tạm ngưng nha. Cùng đón xem tập 3 của mình vào ngày mai nha.